Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa với lại anh Châu Thanh, với lại Châu Ngọc Tiên, Châu Ngọc Linh, với lại chị Ngọc Huyền Châu, Châu Ngọc Mẹ với lại Dung Nhân Dung Dẻ và Mai Mommy. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Khương Dừa với gia đình Châu Thanh với lại Dung Nhân Dẻ với Mai Mommy đang có mặt ở một cái quán ăn ở trên đường Nguyễn Trãi, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Dạ lý do thì hôm nay có rất là nhiều lý do, nói chung đi ăn uống là sẽ có nhiều lý do lắm đúng không anh? Đúng rồi, trước hết là anh em thăm nhau. Dạ. Tại vì sau cái chương trình Ngôi Sao Việt Vườn, trước hết là xin cảm ơn tất cả những khán giả khắp mọi nơi nhắn tin hỏi Châu Thanh. Anh Châu Thanh mình ơi, đang tự nhiên em muốn hả? em muốn mời cả nhà nha. Cái team muốn đăng ký mà mùa 2 chừng nào vậy? Đó là một lý do rất là quan trọng mà Châu Thanh đã nhận được cái thông tin của tất cả quý khán giả thân yêu ở khắp mọi miền đất nước. Đã mỗi lần đi hát đâu thì luôn luôn được cái tình cảm quý vị hỏi thăm và muốn được tham gia chương trình. Và sau nữa thì trong những cái clip mà của Châu Thanh á, thì đã được trước hết là Châu Thanh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ Châu Thanh. Rồi có những cái thông tin trong mạng đó thật là dễ thương. Cái thông tin đó thể nhường cho Khương Dừa nói tại vì mình không nghĩ là Khương Dừa đã đọc cái những cái thông tin mà của khán giả gửi đến và yêu cầu Khương Dừa cùng với Châu Thanh nên kết hợp nhau làm cái idea này. Dạ mời cả nhà mình cứ dùng tự nhiên đi, trong khi Khương Dừa với anh Châu Thanh cứ nói chuyện. Dạ hồi mình ăn sao một xíu. Dạ có mấy thông tin quan trọng. Dạ thì bà con bác thân mến, thì Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 1 thì kết thúc rồi. Khương Dừa, anh Châu Thanh cũng như là anh Minh Nhí, chị Ngọc Huyền cũng là các ekip chương trình đó, rất là vui khi bà con bác ủng hộ rất là nhiều. Và sau khi kết thúc chương trình thì bà con bác gọi tới và hỏi để tham gia mùa 2 á. Thì mùa 2 Khương Dừa đang chuẩn bị cast, hiện tại có khoảng 600 bà con bác đăng ký rồi. Wow. Dạ thì em nhanh đang là chưa tổng hợp hết đó, em chưa thông tin gì nhiều đó. Thì Khương Dừa đang dự kiến là sẽ casting vào ngày 22 với 23 tháng 4 2023 với lại ngày 6 với ngày 7 tháng 5 2023. Dạ địa điểm thì vẫn là quán cà phê Lệ Đá ở 596 đường Lê Văn Quế, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Mong bác thì Khương Dừa chia sẻ với bà con bác hai cái thời gian casting đó để quý bà con bác mà sắp xếp thời gian để đi tới cast. Dạ còn mấy ngày cast đó, nếu mà anh Châu Thanh với lại anh Minh Nhí với Ngọc Huyền, chị Ngọc Huyền mà có thời gian thì Khương Dừa sẽ mời tới để giao lưu. Dạ trước tiên là vậy. Rồi Khương Dừa sẽ gắn cái thông tin cái mail với lại cái địa số điện thoại để quý bà cô chú anh chị mình liên hệ tới chương trình để mình đăng ký mình cast. Tại có nhiều ông bà cô chú anh chị không biết đường đăng ký. Đó mà em gắn cái số điện thoại với cái mail rồi, nếu mà ông bà cô chú anh chị biết gửi mail thì mình gửi cái thông tin tên nè, tuổi nè, quê quán, rồi số điện thoại vô để chương trình gọi để thông báo giờ cast. Còn nếu quý ông bà cô chú anh chị mà không có biết gửi mail thì quý ông bà cô chú anh chị gọi điện thoại tới hoặc là nhắn tin cái thông tin của mình rồi chương trình sẽ gọi tới để mời cast, vậy đơn giản thôi. Còn Khương Dừa có nói rồi, cũng giống như mùa 1 thôi, tất cả quý bà con cô bác từ già cho tới trẻ em luôn đều là đăng ký thi được hết. Tất cả mọi vùng miền luôn, dạ tất cả ngành nghề luôn, không phân biệt gì hết. Nếu mình yêu thích ca hát thì mình cứ đăng ký, dạ không phân biệt hay hay là vui cũng vui ha anh. Có những cái vui nó ấn tượng mà. Dạ. Tối đêm hôm anh diễn ở Khánh Bình, là ở Châu Đốc, đi vô khoảng mấy chục cây. Khánh Bình là bên An Phú. Ừ đúng rồi, An Phú. Dạ. Anh biết đó hả? Anh biết, anh đi. Ừ, có mấy đứa cháu đến nó nói con đăng ký rồi, gặp nó mừng lắm. Dạ. Và nó hỏi chú ơi sắp tới mình cách tin ở đâu vậy? Dạ. Cho nói để bữa nay gặp Khương Dừa rồi sẽ gửi thông báo. Em cũng đang chờ phản hồi của các đơn vị tài trợ, nếu mà có điều kiện em sẽ đi cast ở tỉnh luôn, ở địa phương luôn. Ừ, để cho bà con bác dạ bà con bác tới để tham gia luôn. Dạ cái đó là cái lý do thứ hai. Còn cái lý do thứ ba là một bà con bác biết sao không, thì Khương Dừa thì cũng hay gửi trái cây cho anh Châu Thanh với chị Ngọc Huyền với anh Minh Nhí dùng cho nó khỏe. Thì bữa Khương Dừa gửi ít nho xong anh Thanh thấy dễ thương, anh Thanh quay lên đó, anh Thanh quay lên xong rồi cái clip, trong cái clip đó Khương Dừa anh Thanh quay lên thì Khương Dừa có đọc cái comment đó, dễ thương lắm, nhiều quý bà con cô bác thương anh Châu Thanh lắm. Và hiện tại kênh anh Châu Thanh thì
đang được 34.900 quý bà con cô bác theo dõi rồi, 100 video luôn ta, 100 video luôn đó. Thì trong đây có một cái bình luận rất là dễ thương luôn, mà Khương Dừa cũng hay ghẹo anh Châu Thanh hoài luôn, mà trong những lần mà Khương Dừa với anh Châu Thanh gặp nhau á, dạ có cái tài khoản là mối anh mối em bình luận là nếu được anh Thanh phối hợp sư phụ Khương Dừa làm series đi tìm thuộc quanh, gồm những clip đi tới các tỉnh thành đâu đó, vậy đang quảng cáo đi tới các tỉnh thành anh từng lưu diễn làm MV kỷ niệm dấu ấn vai diễn để đời của anh cũng như cống hiến cho khán giả yêu mến anh qua vai bất hủ này, nếu chịu chơi nữa anh giả dạng dân thường vào khu vui chơi rồi bất ngờ hát sẽ rất hay, chúc anh và gia đình vui vẻ. Thì em đọc thấy em cái thấy cái bình luận này và anh Thanh cũng thấy cái bình luận này, thì tự nhiên hai anh em gọi cho nhau cái thấy kiều đều chia sẻ cái bình luận này rất là hay, tại vì mỗi lần Khương Dừa hay nghe anh Châu Thanh hát á, thuộc quanh ơi giờ này em ở đâu mà anh đi tìm mấy mươi năm nay luôn mà tìm không biết thuộc quanh ở đâu chứ đó, thì cái ý rất là hay. Khương Dừa mới gọi cho anh, là nói chung anh cũng rất thích và Khương Dừa cũng rất thích, cho nên là Khương Dừa đang hôm nay gặp với anh để bàn xem là mình sẽ Khương Dừa sẽ giúp anh Châu Thanh đi tìm thuộc quanh đó, cái thù với anh đi tìm. Dạ mà nghe nói đâu giờ thuộc quanh thì giờ ở đâu với miền Tây, mà cái cục miền Tây thì em rất là gần đó, cho em sẽ giúp anh đi tìm đó, là Quách Dương đi tìm thuộc quanh đúng không anh? Anh Châu Thanh cùng với Khương Dừa sẽ giúp cho Quách Dương đi tìm thuộc quanh. Dạ Quách Dương đi tìm thuộc quanh đó, mình trước tiên mình tìm ở miền Tây trước đi. Dạ rồi tìm 3 ngày, trong 3 ngày ha anh, thì em đang dự kiến là ngày nào ở đâu. Dạ bà con cô bác thân mến, Khương Dừa đang dự kiến là ngày 19, 20, 21 tháng 4 2023. Còn sau khi mà 3 ngày đó mình đi tìm thuộc quanh ở dưới miền Tây không gặp đó, thì mình sẽ đi ra miền Trung, mình lên Tây Nguyên mình đi tìm đó, nói chung tìm chừng nào gặp thuộc quanh thì thôi, đúng không? Gặp đâu? Dạ không gặp hả chị? Vậy đâu gặp chị? Dạ chị không gặp hả chị? Không gặp, mới gặp không đi vào. Thì cứ đi tìm thôi. Dạ, cứ đi. Nhưng mà tìm vậy có sao không chị? Thì sẽ gặp đi tìm. Dạ Châu Thanh thì sẽ là cô Ngọc Quỳnh Châu. Dạ. Là mãi mãi. Còn Quách Vương khác, Quách Vương đi tìm. Cái này là anh Châu Thanh với lại Khương Dừa giúp cho Quách Vương. Quách Vương đi tìm. Tìm thuộc quanh. Dạ. Thấy em chưa vậy tên chị lên tiếng thấy không? Dạ thôi. Dạ. Dạ thôi bây giờ mà anh Thanh đi, mình cũng dùng đi. Chứ mà trễ xíu nữa là mình chỉ còn đá không đó. Tại bên kia. Bên kia có ca sĩ bào quá. Ca sĩ ủa. Bào mà cắt micro á. Hả? Ủa ca sĩ ca sĩ cũng mừng cũng ăn sushi nữa ha, ca sĩ. Chứ sao anh? Ủa vậy hả? Biết chứ. Ca sĩ ăn sushi có khác với lại người thường không? Hả? Nhiều hơn. Nhiều hơn hả? Đúng rồi, ăn nhiều hơn cái gì người ta ăn thiền thì em là phải một xuồng ở mấy xuồng. Em là hàm đội hả? Bởi vì anh phải lẹ đi không thôi là còn đá thiệt đó. Dạ, cảm ơn anh. Hẹn đi nhau đi ăn hoài, tới kể từ sau ra MV gần triệu view mà không có thời gian để đi ăn đó quý bà con quá. Hôm nay thì mà Khương Dừa cũng tranh thủ. Dạ quay clip ở bên Dung Văn Vẽ rồi tranh thủ sẽ tạt ngang đây luôn. Dạ, cảm ơn anh Thanh với gia đình rất nhiều. Hôm nay là gia đình Thanh là đầy đủ, sum họp. Còn một Châu nữa. Châu Bảo. Bảo ra là chưa tới à? Dạ, đang đi chơi. Có hai Châu. Còn hai Châu. Châu lớn thì thích ở nhà với bà nội. Châu Tuấn. Châu lớn thì ở nhà ôm bà nội. À, lúc nào bên cạnh bà nội. Còn Châu Bảo thì đang đưa bạn ra sân bay. Dạ. Quanh trở về liền. Mình chỉ chia sẻ với bà con cô bác cái nội dung vậy thôi ha anh. Còn còn đi tìm thì nó chưa biết đi đâu, giờ biết tìm những nơi nào. Đi đâu nhỉ? Dạ. Trời mà anh còn đi tìm rồi. Anh phải diễn đó anh đi tìm chắc với bà con cô bác chắc. Dạ. Dạ. Mình tương tác luôn, mình đi chợ, mình ra chợ mình tìm đó ha. Đúng không? Đúng rồi. Nào, ra chợ rồi vô mới mà phải gặp mấy bà cụ lớn, mấy người lớn lớn. Không. Alo. Cỡ như ba mẹ em chắc gặp anh. À alo. Tiểu. Rất là vô sợ mà mình nghĩ thực hiện những cái đoạn này chắc bà con ta thích. Dạ. Mình ta nghe được gặp mình rồi được nghe. Dạ. Ca. Từ cái bài diễn ở trên sân khấu anh ra ngoài đời thôi. Đúng không? Còn đứng để anh nghe anh hát thì đó là nghe đĩa nghe bài hát không nghe hoài.
Nhưng mà gặp nay gặp Châu Thanh, gặp Quách Dương. Khi vừa biết đây là một câu chuyện có thật. Dạ. Trong bức thư vụ án Văn Ngu này á, đây là câu chuyện có thật. Dạ. Chắc là điệp có. Anh kể cho bà con bác nghe nha. Trong cái tác phẩm của Đằng Sau Số Phận á. Dạ. Đây là câu chuyện có thật. Mà tác giả Đăng Minh là người đã viết ra cái chuyện vụ án Văn Ngu này. Đi, cho tiền cho anh mượn cái micro đi. Ừ, cho anh Thanh nói cái đoạn này nữa. Đoạn này anh cũng chưa có biết. Ờ, cái nãy giờ ông đưa ba đeo đi ha. Ờ ha. Ờ nãy giờ đưa ca sĩ ăn để lấy cái tiếng ca sĩ ăn ha. Nghe tiếng ca sĩ ăn sọt sọt. Ủa em tưởng đâu ba con có đeo. À, em biết không, đây là một cái bức vở tù ngù vụ án Mã Ngu, đây là câu chuyện có thật. Dạ. Trong tác phẩm Đằng Sau Số Phận á. Dạ. Hồi đó trong cái phim của Việt Nam mình cũng có thực hiện phim nữa. Nhưng mà bên cải lương thì chắc có lẽ là nó cái hình ảnh nó đi trước, dạ. Đi trước. Thì cái tác phẩm này, cái nhân vật á, nhân vật đau khổ này đó, chắc bà con Việt Nam mình thì cái tính thì ưa cảm thương những hoàn cảnh khó khăn rồi đó. Dạ. Linh. Mà cái thời gian thực hiện cái vở tuồng này em biết không? Chính xác là nó năm bao nhiêu anh? Nhưng năm 1986 rồi. Ồ, lúc đó ba mấy năm rồi. Lúc đó em có đi coi mà không nhớ, tại lúc đó em 2 tuổi rồi. Ờ đúng rồi. Anh nhớ em không? Nhớ, thấy ba mẹ ẩm trên tay mà đó. Bấm lên tay nhớ. Lúc anh kêu Phục Anh ơi, giờ này em đang khóc quá trời luôn. Ừ, bởi vậy. Khóc 2 tuổi, khóc quá trời, cảm động đó nha. Khóc quá. Chứ không phải khác xíu anh. Sửa sửa. 86. Ờ, năm 1986, 87 là chấn động cái vở tuồng này á. Dạ. 86 hát đầu tiên là ở đâu anh? Ở tại đường Cống Quỳnh, rạp Thăng Long không ta? Trước rạp Cống Quỳnh, trước đường Cống Quỳnh ngay chỗ trường nghệ thuật sân khấu á. Dạ. Em cũng đó là không biết rạp gì ta. Em không chưa có đấy, nghe mấy cái. Tại vì sau này không biết. Ở sau này anh cũng bất ngờ khi gặp Cống Quỳnh á, ở đường Cống Quỳnh á. Ngay rạp đó, rạp về Thăng Long này. Ừ. Anh cũng bất ngờ là khi gặp danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn á. Nó hồi đó em đang học ở trường á, là em thường hay ken vào để coi. Dạ. Qua lại coi. Coi. Ừ, đúng rồi, tại nó tụi em đang học. Dạ. Rồi Quyền Linh. Dạ, anh Quyền Linh đó. Rồi nhân Minh Nhí bữa cũng nói. Đó thì Minh Nhí nữa. Minh Nhí. Bữa nghe Minh Nhí kể nó. Dạ. Thì mình cũng bất ngờ là mình thấy những đứa em rất là nổi tiếng. Dạ. Mà cũng lại thích yêu mến cái vở tuồng này. Dạ. Rồi rất là vui, là anh hạnh phúc nhất là được các em ái mộ á. Dạ. Bởi vậy nên hôm nay mà mình thực hiện lại cái những cái hình ảnh này mà Khương Dừa thực hiện lại thì anh nghĩ là một cái niềm vui lớn đối với anh và sống lại với nhân vật và có thể là với những người bạn diễn mà sắp tới mình sẽ mời để bên cạnh mình để đem đến một thì cái em nghĩ nếu mà cho bà con xem lại bà con xem lại nếu mà được sự hưởng ứng nhiều mình có thể làm một cái live show gì đó ví dụ vậy. Em nghĩ là thật ra em cũng chỉ coi anh hát ở trên TV chứ em cũng chưa có coi anh hát vụ án Văn Ngu ở ngoài. Ừ, ở ngoài thì nó cảm xúc vậy lắm. Dạ. Bởi vì cái là hình năm 86, nó hôm nay là gần nay là 2003 là ba mấy năm ha. 36. Ba mấy năm rồi. Gần 40 năm rồi trời. Ồ dữ thế nào. Ba mấy năm. Dạ, mà vì anh đi hát đâu thì tất nhiên là khán giả cũng yêu cầu à. Ừ. Yêu cầu anh làm bộ chưa hát nha. Đầu tiên anh chỉ hát những cái bài như Thương Bá Việt Nam hay là Thao Thức Vì Em hay là những bài gì đó. Thì bắt đầu thế nào khán giả cũng nói vô áo Mã Ngu đi, vô áo Mã Ngu đi. Đêm hôm hai ngày nay, bữa trước anh hát với Bạc Liêu. Rồi tối đêm hôm thì hát ở An Phú. Thì cũng vậy. Bao giờ gặp là khán giả cũng vô áo Mã Ngu đi anh Thanh ơi. Đó một cái điều mà làm đầu tê phái không. Rồi nói tiếp là cái đoạn là tới anh Đăng Minh ở anh viết thành cái tuồng. Ừ, đúng rồi anh Minh. Anh Đăng Minh anh viết theo lời kể của Bác Tám Dĩ. Dạ. Đây là vô tình là nghe rồi nghe lời kể. Bác Tám Dĩ thì bác yêu cải lương lắm. Dạ. Rồi bác bác thì anh Đăng Minh thì rất thân với bác. Rồi hai người kể câu chuyện đó. Rồi xong cái Đăng Minh viết lên thành vở tuồng.
mà đầu tiên em biết không, cũng cũng có nhiều cái những cái gì cái tìm hiểu trong cái vì đây là câu chuyện có thật rồi, phải xây chở đủ thứ, phải tìm hiểu rồi từ âm nhạc từ đủ thứ nó kết hợp lại mới được vở tuồng mà bà con dự ý. Là ảnh viết ra rồi là ảnh là đạo diễn luôn ha. À, đạo diễn là lúc đó là đạo diễn Đoàn Bá. À, đạo diễn Đoàn Bá, thầy Đoàn Bá. Dạ. Rồi là thầy mời anh qua vai đó có cái không hay là anh với Phượng Hằng ở đó cộng tác cho đoàn Cải Lương Trung Hiếu á. Dạ. Thì mà lúc đó là sao là đạo diễn Đoàn Bá lại chọn anh qua vai? À, tại vì cái anh là người diễn viên của đoàn. Dạ. Thì tất nhiên là anh và Phượng Hằng rồi bên cạnh tất cả anh em trong đoàn á, thì tất nhiên là anh với lúc anh Đăng Minh rồi tất cả anh em cùng ở chung nhau trong một cái hậu cứ của đoàn á. Dạ. Là số 477 Võ Văn Tần. Dạ. Thì lúc đó thì anh em gần gũi nhau lắm nên ngày nào gặp nhau cũng có thể trao đổi những cái ra đây Châu Bảo. Cái gì vậy? Trắng, trắng. Anh cũng màu trắng nè. Hay là anh cởi áo đen ở trong cũng được. À, cũng được. Cởi đen đeo cái đó. Thôi trời. Cởi ra cũng được. Nãy giờ ba không xin cởi cho anh trắng hết luôn. Rồi là đó là anh công tác ở trong đoàn. Ừ. Dạ. Rồi cái sự liên kết này nó cũng có duyên là tại vì anh em ở quanh quần với nhau. Dạ. Lúc đó thì lâu lắm rồi, lúc đó thì chưa có nhà có cửa có gì hết à. Ừ. Ở trong đoàn. Yeah. Rồi anh em gặp nhau nên công việc làm nó cũng cái sự mà tương tác nhau rất tốt. Yeah. Ví dụ như có ý. Yeah. Anh Đăng Minh thì cũng dễ thương như nè, ví dụ anh em có cái ý gì đó mình gọi anh ok chú Ba, anh gọi anh là chú Ba. Yeah. Ok chú Ba, cái này ý tưởng được rồi, hoặc là mình ảnh có cái gì đó ảnh nói ảnh bàn với mình với lại Phương Hằng cái mình thấy hay quá anh đó, giống như cái đoạn mà quán thang kêu gào biết cùng ai đó, thì hồi đó cũng có kết hợp là anh có coi cái phim Công Lý Báo Thù á. Dạ. Anh có phim nhiều coi phim Công Lý Báo Thù, cái anh thấy cái đoạn mà cái anh chàng đó anh bị giết, gia đình anh giết hết rồi anh đi lang thang, nhưng mà trong bóp của anh bao giờ cũng có cái hình của vợ. Ừ. Của con, mỗi lần cầm lên cái tìm anh khóc rồi thấy thương lắm. Ừ. Khóc thấy thương cái cậu trong cái anh xin cái bắt đầu anh suy nghĩ từ cái này, khi anh bị móc mắt đoạn đầu anh bị móc mắt đó, rồi đoạn sau này đi tìm vợ không biết tìm vợ đâu mà tìm đây, cái anh mới xin với thầy Đoàn Bá rồi cũng xin với anh Đăng Minh á. Ừ. Anh nói đọc để thử coi, hồi đó đầu tiên thì hát đi đưa lướt qua sân khấu thôi. Yeah. Anh đã bao đêm bao ngày mộng ước ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm, lướt qua thôi đó, chỉ lướt qua thôi rồi thôi, nhưng mà anh mới xin với thầy cho em đi xuống khán giả được không thầy. Ừ. Kệ thầy, ông nói để bữa khán giả mình thử nghiệm coi sao. Yeah. Cái ok quá trời luôn. Rồi hồi đó coi khán giả từ ngàn đó giờ luôn. Nó tương tác là cảm động hơn. Ừ, rần rậu rần đó. Bây giờ anh diễn cái vai đó anh cũng đi từ khán giả lên không? Hồi đó đó hả? Dạ, bây giờ anh cũng hay đi. Đúng rồi, bây giờ thì anh cũng thường đi xuống trước khán giả đó. Dạ. Tại vì mỗi lần gặp khán giả thì mình cũng muốn gửi trọn cái tình yêu thương của mình, trân trọng khán giả đó. Dạ. Nên anh xuống hay để bắt tay người này bắt tay người kia để mình thay lời cảm ơn của mình. Yeah. Đã mấy chục năm qua mà vẫn được khán giả còn nhớ đến mình vậy đó. Yeah. Mỗi lần hát anh đưa xuống khán giả là vậy. Yeah, yeah. Ăn thêm miếng nữa đi. Yeah. Nhưng mà cái ý này là hay phải không ạ? Rất là thích đúng không? Ừ ừ. Dạ. Liêu 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 không được. Mà anh. À. Hình như là lần này là mang cái bài diễn của anh. Dạ, quan viễn nổi tiếng của anh gây tin, tạo nên tên tuổi của anh. Mình sẽ đi giao lưu với bà con. Đúng rồi. Ai có hát hay được thì hát luôn, sẵn tiễn cho ngôi sao Miệt Vườn luôn. Bộ công hai chữ ha. Dạ. Đó, bỏ cho đại ca con. Cảm ơn sư. Đừng buồn mà. Em rất là quan tâm. Em rất là quan tâm camera. Để về cũng cho em ấm ấm.
Cái gì? Anh không có chỉnh ốm đâu. Quay cho em sáng sáng mình hình á. Có đâu con ơi. Con sao để vậy? Né né ra nè. Trên kênh anh Khương là bạn sẽ nguyên bản. Bế mà. Đó đúng rồi, Khương là không có chỉnh chu gì hết trơn. Mà muốn hoạt ảnh là em phải đánh 8 lớp phấn. Ủa ca sĩ có đi không ca sĩ? Ca sĩ có đi không? Đi đâu? Đi tìm Phục Oanh. Đi tìm Phục Oanh. Ca sĩ có bận không? Chừng nào ca sĩ? Nghệ sĩ 19, 20, 21. 19, 20 thì có thể đi được. 21 mà trở đi là em đi Hà Nội. 21 là em đi hiện Hà Nội hả? Cái mà khán giả đó hỏi quá trời luôn á, sợ quên á. Rồi anh hát cái lúc lần đầu tiên là khán giả đón nhận dữ thần lắm. Rồi xong bắt đầu là cùng nó nghe là đi diễn là nổi lắm. Hồi đó anh đi diễn cho đoàn cải lương Trung Hiếu. Dạ. Là đoàn cải lương của công an thành phố. Dạ. Thì đầu tiên cái đoàn đó là chỉ hát phục vụ thôi. Dạ. Hát phục vụ cho khán giả thôi, ai muốn thôi coi coi. Nhưng sau khi tập cái tuồng mà Vụ Án Mã Ngu thì tự nhiên mình trong làm nghề mình có linh cảm. Linh cảm là tuồng này sẽ ăn khách. Dạ. Lúc đó anh Chính Bùng là người trưởng đoàn. Cái anh nói anh Chính ơi, kỳ này là tuồng này là coi như là sẽ làm hết vé đó nha anh Chính. Kỳ này mình không đi phục vụ nó. Ê, nói thiệt thấy được đó là anh hát mấy tuần kia nó chưa có nổi. Chưa. Dạ. Tuần đó mấy tuần kia thì vẫn bình thường thôi. Dạ. Nhưng khi mà cái tuần Vụ Án Mã Ngu ra đời, ta nói bán vé gần đường hát ở trong thành phố mình lúc nào cũng hết vé. Hát liên tục luôn á. Liên tục, hồi đó hát nguyên liên tục, chủ nhật hát hai suất. Dạ. Làm sao hát nổi vậy? À, nó quen rồi, khỏe. Giờ mà còn khoa ca nổ mà nó chỉ hồi đó mấy chục năm trước mà giọng thanh mà giờ khỏe rồi còn bằng sáu mươi mấy rồi còn khỏe đó, bởi vì cho nên trẻ trung năng lượng cầu là lớn được có sức khỏe như anh. Rồi bắt đầu đi diễn tỉnh ha, rồi đi tỉnh, đi suốt ra đây tới Hà Nội đi kiểu cuốn chiếu và tới nơi tới đầu rực rỡ tới nó. Đầu tiên tao nói trời, mấy đoàn này đoàn tranh công hát có hay ho đâu mà coi. Yeah. Ai ngờ nó coi thôi, bữa sau ra tới Hà Nội biết sân Vận Cộng hàng đẩy á. Trời đó coi đông nghẹt hết rồi, tới đâu vậy bất cứ chỗ nào. Yeah. Thời gian đó thôi sung sướng làm sao. Rồi cái tuần đó ta diễn tới khi năm mấy mình mới ít diễn lại không? Năm 90 chứ. 90 tại vì thời gian đó anh cũng đi thay đổi đoàn khác. Dạ. Thì diễn trong vòng 4 năm. Chấn động. Nào chắc đi dọc đường cho anh kể em thêm nghe những cái kỷ niệm không? Đúng không? Có là những cái kỷ niệm diễn lưu diễn á. Những chuyến lưu diễn thường thường đó, cái hồi đó anh đi anh diễn thường đó anh đi những cái nơi nào nhiều nhất? Như ở miền Tây. Coi như tỉnh nào không có đi á. Tại vì cái đoàn Trung Hiếu nó thì tiếng tầm lúc đó nó gian dội lắm. Dạ. Nên bất cứ một cái cơ quan nào bị nó thuộc về đoàn công an thành phố mà. Ừ. Vì vậy cho nên mỗi nơi ở trong miền Tây này, đó, ở tỉnh nào cũng mời hết. Dạ. Mời để về phục vụ. Phục vụ là thấy tại vì cái hình ảnh của trong cái tổ tuồng nó hay quá. Dạ. Mang cái sự giúp đỡ rồi yêu thương rồi tạo điều kiện cho người dân, những người nạn nhân được gặp lại vợ chồng, được đoàn tụ nhau. Yeah. Nên vì đây thì hình ảnh đó, cái hình ảnh của anh chàng công an rất là đẹp. Yeah. Đem hạnh phúc đến rồi tạo cho người gặp lại những người vợ chồng đoàn tụ với nhau. Yeah. Nên từ đây cho tới Hà Nội chỗ nào cũng vậy, đông cứng hết rồi. Yeah. Sung sướng làm sao. Hạnh phúc ha. Mà giờ gặp lại khán giả vẫn nhớ mình, vẫn thương mình. Một cái điều mừng nhất là đã ba mấy năm rồi. Dạ. Nhưng mà khán giả luôn nhớ đến mình trong cái vai diễn đó. Dạ. Còn con gái. Con gái giờ lớn hơn. Con gái lớn hơn. Ừ.
Không, con gái nè, con gái đi mà anh dẫn đi tìm đó. À, lúc đó thì cho Bảo dẫn đi tìm. Con có dẫn ba đi. Có nữa hả? Ồ, có nữa hả? Ba hát trực tiếp mấy lần đó. Ờ, con nhưng mà... Có. Nhưng mà cho Bảo thì quay phim. Bảo thì quay nhiều. Quay phim. À. Đã, em lớn mẹ em bự quá, cái ba không có đóng nữa. Ba quên, có mấy lần thôi. Sau này là cho Bảo là chứ. Bảo là... À. Ừ, giống như là đứa bé nhỏ, dai nghèo mà. Ừ. Còn ừ, đứa bé khỏi lúc... gò, ốm yếu. Lúc đó cho Bảo được cái nào đó ốm nên hợp trai. Còn lúc đó là nên cho Tiên bự thôi. À, trong Tiên bự rồi, trong Tiên lớn rồi nên dạ, không có được. Mà lúc đó cho Tiên lớn lên rồi, trong Tiên nó rất tròn do hả? Tròn do. Có 70 kg chứ nhiêu. Tròn do luôn hả? Tròn do luôn hả? À. Ăn đi Mỹ anh, đi Lào. Nhưng là cô Cẩm Tiên á. Cẩm Tiên ơi, gặp chồng Cẩm Tiên ở chọc lắm. Trời, con gái của tôi nè. Gái tôi. Trời đó, hồi đó nó trời ơi chỉ mập. Ô nô. Con đi hát chung với anh đi hát ư dẫn theo chơi á. Cẩm Ly thấy ục ịch thấy thương quá. Thấy cái bụng sao bự bự quá anh rồi. Lúc đó người ta là nhắm mắt này. Con đi hát luôn. Đi hát nhắm mắt này. Ai nhớ mắt này lúc đó còn 5-6 tuổi rồi hả? Dạ. Ừ, chưa đi học nữa. Ừ. Chưa có học lớp 1 nữa. Còn bên cạnh thì đây là người con gái Trung Thủy. Dạ. Đó, một bài hát mà chấn bắt đầu vừa nổi lên cái tự nhiên cái có người yêu thương cỏ, yêu thương cái rồi thôi. Nó theo tiếng gọi tình yêu luôn. Gặp anh chàng đó, anh thương quá. Thì mình á, mình đi hát hồi đó thì thường hay phát hành đĩa. Dạ. Anh đem đĩa theo để mình giới thiệu con gái mình đó mà. Dạ. Gái mình ở đây đang làm ảnh bum này cái đó rồi. Cái tự nhiên anh chàng ở bên Mỹ á, anh thấy anh kết, anh ơi chú ơi, con đi về Việt Nam mà không bao giờ con biết ở Sài Gòn, con về tuốt rạch giá qua ở dưới luôn. Chú cho con xin số của Linh nha chú. Đặng có gì về con nhờ bạn đi dẫn uống phê hay đi đây đó rồi chơi. Ai ngờ đâu cái hai người ai ngờ đâu hai cái người đâu. Nhìn nợ tới đó, rồi anh chàng kia tội nghiệp lắm, năn nỉ quá chừng luôn. Ở nhà của ảnh là lên cái chỗ anh ở thường Satana là chỗ Phước Lộc Thọ đó. Nhà đó từ đó lên phải 2 tiếng hồ, mà ta nói mỗi khi mà anh có chuyện gì thôi tự nhiên rảnh rảnh là chạy lên chiều chở chú đi ăn, bởi vì mình có con sướng ăn con gái như con gái nữa không. Lo lắng lên xong cái xin năn nỉ với dì hai rồi đó. Là mẹ chị với chị Quyền. Dạ. Năn nỉ bị biết mình họ chưa đồng ý, tại vì mình muốn cho con lớn lên nó phải biết đây biết đó, bị nước này nước nọ rồi phải hưởng thụ trong cái cuộc sống. Rồi sau đó có gia đình rồi nó cực khổ lắm phải không? Có chồng có con rồi lệ thuộc. Ví dụ gặp người chồng biết yêu thương rồi không nói, hoặc là săn sóc rồi thông cảm không nói, mà người chồng không biết thì thôi khổ đời con mình. Dạ. Vì vậy cho nên muốn cho con đi chơi. Ai ngờ đôi tiếng gọi tình yêu nó mạnh quá, thôi nó theo chồng. Đang nói gì con đó mà. Đó, đó, bởi vậy cho nên, bởi vậy cho con lên Châu Ngọc Tiên bây giờ 20 mấy tuổi rồi mà, nhưng vẫn mình thích nó ở bên cạnh. Bữa đuổi đi lấy chồng nữa kìa. Có bị đuổi lấy chồng nữa hả? Chừng nào đi, chừng nào hát nữa, kết hợp hát rồi. Bữa cũng cảm ơn quý bà con bác, vừa với lại cho ông Tiên hát bài Tình Ấm Chị Quê mà được bà con bác xem nhiều mà vô trending luôn. Trending âm nhạc luôn. Đầu năm luôn anh. Ờ, để lâu. Đầu năm mà trụ lâu lắm nha. Top 20 luôn. Cái bài mới này cũng nhiều. Lên top 20. Cái gì? Này người tình nhỏ. Nói chung cũng được bà con bác thương ủng hộ. Ừ. Cũng vui. Quay mấy clip ghẹo ghẹo cho Ngọc Tiên bà con cũng thích. Ghẹo ăn uống rồi đó, ca sĩ á. Em ăn hiền lắm anh, cho nên anh không nói gì được, đợi em ăn xong là anh chết. Không, có những cái mình rất là tò mò, mình không biết là ca sĩ sẽ ăn uống như thế nào này kia đó không. Rồi rồi nói chuyện điếm cà phê làm sao nữa ha. Sở thích làm sao nữa, cái đó đâu biết được. Không biết có giống mình không á. Giống mình không anh hả? Y vậy. Y vậy hả? Y vậy có rồi. Có nhiều người gặp cũng hỏi
anh Thanh ăn gì vậy mà sao anh ca rồi không nghe hay quá luôn. Rồi cách sinh hoạt của anh sao anh chỉ giùm em coi. Theo em cũng rồi cái nói anh ăn bún bình thường có gì đâu. Quê muốn tiếng tốt thì mấy em đừng nhậu. Coi thí dụ mình coi đừng nên thức khuya quá. Thức khuya quá thì nó làm cho héo hắt con người mình, nó không thể nào có sức khỏe. Thì ca đâu có hay được. Giữ gìn sức khỏe. Thì cho đầu tiên là vậy đó. Anh cũng lo cho con gái, nói con đừng thức khuya quá con. Nó dạ con đâu thức khuya đâu ba. Cái tụi nó nói nhỏ nhỏ nhau, con thức tới sáng. Em có mời, tính mời Bảo Trung nữa. Ừ. Đi chung mấy em cho vui. Mà anh cũng kẹt quá. Mãi anh cũng ra vô á. Bán cơm tắm. À, hôm kỳ bán cơm tắm giờ chưa, vẫn chưa ra ngoài để ủng hộ anh luôn. Hồi trước anh ở đây thì quay thường xuyên mà con bác, anh em quay nhiều nội dung vui và con bác thích xem. Cái giờ anh ra ngoài thì khi nào có show diễn anh mới bay vô. Đừng có khóc nữa. Cho nên cũng hơi bất tiện xíu. Em đang hình dung gì vui lắm, nhưng mà giờ Khương Vui chưa có chia sẻ đến quý bà con cô bác được. Để cái gì nó phải bất ngờ trong 3 ngày. Trong 3 ngày đi dắt Quách Phương đi tìm Thục Quanh. Và chắc chắn thì trong cái hành trình đó thì anh Cho Thanh anh đi tìm, anh sẽ gửi lời ca tiếng hát đến quý bà cô chú anh chị. Nhiều khi đi 3 ngày về em lại hát giọng cổ hay như anh vậy. Em sẽ học. Ừ, em sẽ gần anh, em sẽ học. Ừ, hai anh em mình cam bản đi. Hai anh em mình cam bản giọng cổ đi. Ê, anh được mời, anh Cho anh mời hát giọng cổ kìa, em được mời bao giờ chưa? Đấy, em được mời bao giờ chưa? Ba em có nghe em hát rồi, ba em hát bộ. Nói là thôi con tiếp tục theo nhạc trẻ đi con. Dạ. Mà em hát rồi, xuống giọng cổ cái là ba em xỉu đi. Xuống không lên nổi à? Xuống lên nổi không? Không được, mà nó hơi gãy chút xíu thôi. Gãy hả? Dạ. Nghĩ đâu rồi, hơi gãy một xíu. Nghĩ đâu rồi, hơi gãy một xíu. Thử ca sĩ. Trời ơi. Hồi đó mê giọng hát của Châu Ngọc Tiên trước khi mê giọng hát của anh Châu Thanh chứ bộ. Thiệt. Nghe Châu Ngọc Tiên hát mê thích quá rồi sau này mới tìm hiểu rồi mới biết anh Châu Thanh. Trời ơi, lần đầu tiên nghe ông khen mình luôn rồi. Hạnh phúc quá, ăn tiếp được. Ăn ngay cái chừng. Nó vui chứ anh Châu Thanh thì từ nhỏ vừa nghe rồi. Cha mẹ vừa nghe rồi, ông bà nội vừa nghe rồi đó. Dạ. Mà mình có không hình dung là sau này mình sẽ làm công việc mà liên quan đến giải trí và sẽ gặp được các anh các chị nghệ sĩ. Mình cũng không hình dung là mình sẽ được ngồi nói chuyện rồi ăn uống và nó thâm tình như vậy. Mình nghĩ là nó sẽ có một cái khoảng cách gì đó. Nhưng mà không, nghe bà con bác đối với anh Châu Thanh cũng như nhiều quý anh chị nghệ sĩ hay cũng vậy. Dạ, nói chung là tại do mình nghĩ thôi à, chứ mình chưa gặp. Thật ra là dạ, các anh chị cũng rất là gần gũi, rất là dễ thương, tại không có thời gian thôi. Nhiều khi ví dụ như không có thời gian đi hát rồi thời gian dành cho đình, chứ nếu mà có thời gian có thể đi giao lưu thêm. Dạ. Thì trên hôm nay thì Tuyện Diệp cũng như là Châu Thanh cũng xin thưa với tất cả đại gia đình, nghệ sĩ bao giờ cũng rất là trân trọng và yêu quý khán giả hết. Vì nếu không có khán giả yêu mến thì đâu có Châu Thanh ngày hôm nay. Vì vậy cho nên cuộc sống mình có được cái Châu Thanh hôm nay đó là do khán giả đã cho mình. Vì vậy cho nên giống như Khương vừa nói á, chưa biết thì không hiểu là chắc có nghĩa là xa cách lắm. Nhưng khi gần gũi thì rất là mừng. Tại vì trong cuộc sống mà có được nhiều bạn bè, được nhiều người yêu mến, đó là một niềm hạnh phúc vô cùng. Và đó cũng là một món quà vô giá của người nghệ sĩ khi được tình cảm của tất cả quý vị. Nên Châu Thanh xin trân trọng cảm ơn quý vị thật nhiều. Kỳ này mà đi kết hợp có Khương Dừa, anh Châu Thanh nữa. Chứ là nếu mà may mắn mời được ca sĩ Châu Ngọc Tiên nữa ha. Ca sĩ Châu Ngọc Linh nữa ha. Tham gia một cái ha. Châu Ngọc Linh nghe không kìa, Thái gì luôn nha. Trời, Châu Linh bên Mỹ hay coi của anh lắm á. Lắp của anh bao nhiêu người biết anh. Coi anh hả? À, cảm ơn. Gửi ca là Châu Linh nghe hát theo. Dạ, gửi thăm bà con bác. 19-20 rồi đi theo
chọn bài thu đi là, lên lâu lâu qua bảnh là cũng đi hát em diễn hả? Lâu lâu không kiếm bài thu đi tam ca hả? Chuyện ba người hả? Một người đi với một người hả? Giọng hát lên khỏe khỏe. Không, giờ mà anh được hát cái đêm Châu Thanh là anh vui rồi đó. Rồi để anh sẽ chọn cái bài anh em mình hát cho vui. Dạ. Có gì anh dìu em không? Ừ. Được mà. Ừ. Anh thấy em cũng ca binh giọng cổ rất là em hát êm mà. Đâu sao đâu. Quá hạnh phúc rồi bọn ba. Bởi vậy. Và hy vọng là mùa 2 ngôi sao miệt vườn của quý bà cô chú anh chị cũng sẽ ủng hộ Hương Dừa anh Châu Thanh, anh Minh Nhí, chị Hồng Huyền. Dạ, chương trình sẽ khởi động trở lại sớm. Quý bà con bác nhớ đăng ký nha. Dạ. Mọi người hot quá trời hot. Bữa giờ là bà con bác gọi không được là cũng nhiều nha. Nhưng mà gọi đăng ký là cũng 600 người đó. 600 quý bà con bác còn neo nữa. Nhiều lắm. Cho nên là phải chia ra dần, kỳ này phải chia ra các nhiều ngày và các cách kỹ để mình chọn ra như thế nào. 600 người luôn hả? Dạ. 600 người đăng ký rồi hả? Dạ. Nhiều với anh, một chương trình vậy là nhiều lắm anh. Ồ vậy đó hả? Dạ. Hôm mấy khán giả mà hỏi anh á thì anh cứ gửi qua Mai. Dạ. Gửi những cái nói đây nè, đây có đây là người vẫn bên cạnh mà làm dạ. Việc cho Hương Dừa đó. Dạ. Thì có gì mời các bạn gọi qua cô Mai này đi. Dạ. Đó. Bữa giờ trong tiên giới thiệu cũng nhiều quá. Thế hả? Tại vì ta gọi mấy khán giả đó. Ừ. Tại vì em có nói cho đầu tiên giới thiệu em một người thì em gửi 10 triệu. À. Thì bữa giờ gửi cũng nhiều. À, bộ mà không? Thì ra là anh gửi em hả? Đúng rồi, em gửi, anh giới thiệu anh một người là anh gửi cho em 10 triệu. Bữa anh chuyển khoản không nhớ hả? Rồi nhớ. Ừ, dạ, nhiều quá không nhớ. Từ. Dạ. Cứ xài từ từ đi. Coi kiểm tra nha, ai nhớ lẹo lẹ nha. Em để gửi qua điện tình. Xong cái này cái mình nhà luôn. Dạ rồi thôi cũng một buổi tối đã được nuôi, nãy giờ lo nói chuyện với anh Châu Thanh đâu mà anh cũng chưa được ăn được gì hết. Giờ hai anh em phải tập trung rồi ăn. Thôi cái này là bữa hổm anh thấy sinh nhật của cháu mà anh chưa không có gửi được, nên anh có chút quà gửi cho sợ sửa giùm anh. Bữa nay chị cũng tự nhập trà sữa. Dạ. Đây trà sữa ơi, bác Châu Thanh nè, chúc mừng sinh nhật con nè. Đó. Anh em qua sinh nhật. Nó muốn nói chuyện với anh hoài luôn mà em không biết. Ôi vậy hả? Dạ muốn nói chuyện điện thoại á. Cái cả tại có một lần nó nói chuyện điện thoại anh nha, thấy không? Và nó rất là thích muốn nói chuyện với bác Châu Thanh. Ồ vậy em không biết giờ nào anh có thời gian không? Thường ở sáng thì 9 giờ khoảng 10 giờ anh mới. Dạ thời gian đó thì cảm ơn Châu Thanh, cảm ơn Tiên nhiều, bánh kẹo. Đây quà của cô Ngọc Tiên gửi cho trà sữa nè. Dạ, cảm ơn cô Ngọc Tiên rất là nhiều nha. Dạ, quá hạnh phúc đi ăn, được mời đi ăn rồi được quà nữa. Ủa bữa sinh nhật anh qua này không nhớ hả? Sinh nhật anh đó. Sao? Sinh nhật anh đó. Nào? 22 tháng 3. Anh đâu có mời. 23 tháng 2 chứ lộn. 23 tháng 2. Nói chứ anh đâu có làm sinh nhật đâu. Em không có làm sinh nhật, em không giống ca sĩ anh ơi. Ca sĩ làm sinh nhật rồi màu hồng nữa ha. Quá hoành tráng. Nó chứ không quen. Em quen, em tổ chức nhưng mà quen cái em không tổ chức con buồn. Em đâu có tổ chức cái đó. Ba mẹ tổ chức hả? Cái bữa ba mẹ gặp anh rồi cứ xong rồi cái đột xuất đó. Dạ. Có 2 ngày để mời thôi đó. Wow, vậy mà hoành tráng. Mỗi năm là chuẩn bị còn đông hơn đúng không? Không, mỗi năm em đâu có làm. Dạ rồi, nó ghẹo một tiên vui thôi bà con bác. Dạ nếu bà con bác thích thì Hương Dừa sẽ ghẹo qua hoài. Đỡ không kịp luôn á. Dạ rồi thôi bây giờ Hương Dừa với anh Châu Thanh, cho một tiên, cho một Linh với chị Ngọc Huyền Châu với lại Châu Bảo với lại Dung Dân Dung Dẻ, Mai Mami kính chúc bà con bác nhiều sức khỏe nha. Bà con bác nhớ đón xem Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2, đăng ký tham gia chương trình với lại đón xem cái series mà Hương Dừa sẽ dẫn chú Quách Vương đi tìm cô Thục Oanh. Đó là em phải kêu bằng chú rồi đó, tại cái tuần nó lâu rồi. Lâu rồi, 37 năm à. Dạ. Thì khi đi tìm thì chưa biết như thế nào, nói chung là khẽ tìm đàng hoàng chứ không có cà khịa giống như ở trong series Dung Dân Dung Dẻ Dắt Trẻ Đi Chơi. Kính chúc quý bà con mắt nhiều sức khỏe nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Rồi, xin bye bye.